Xin chào các bạn nha. Các bạn theo dõi nội dung clip sửa máy in Canon 2009. Bệnh nó như thế này. Khi bật máy in lên, ta nghe tiếng kêu nó phát ra từ cái bộ nhông, từ cái bộ cơ của máy in rất là rát, rất là nặng. Vậy thì lỗi từ đâu? Lỗi từ có một cái vật lạ gì đó nó kẹt các cái nhông này. Việc đầu tiên chúng ta làm đó là tháo cục mực ra, tháo ốc, tháo chốt trên, tháo chốt hông, tháo chốt sau lưng, đẩy về phía trước, đẩy về phía trước. Chúng ta kiểm tra cái phần cạnh cái formatter, chúng ta kiểm tra các cái nhông nó lồi lên đó. Chúng ta xem có cái thường thì ở này nó bị cái phần vỏ lâu ngày bị mục và nó rớt, nó kẹt ở trong này. Đa số cái máy này nó bị cái tiếng kêu này là hầu như nó bị cái mảnh vỏ ở trên rớt vào và cái mảnh nhựa này nó cấn các cái nhông và nó gây ra cái tiếng kêu. Chúng ta cạy ra, cố gắng cạy để khỏi phải gỡ cái formatter. Thì gỡ formatter, gỡ nguyên cái tấm sắt đó ra thì ráp lại bộ nhông hơi lâu. Như vậy chúng ta đã phát hiện được một cái miếng nhựa và đưa nó ra ngoài, bật lên. Vâng, đúng nó như vậy, bật lên im re hết, không còn bệnh nữa. Đó. Rồi, rất là đơn giản. Chúng ta ráp trở lại. Ráp trước, trước ở phía trước máy in trước và phía sau đó ấn nhẹ vào là nó sẽ vào vành ốc đuôi. Vành ốc ở sau đuôi máy in. Như vậy hai miếng nhựa đã được tìm thấy. Thưa các bạn, với những thao tác đơn giản vừa rồi, mình đã khắc phục được hiện tượng máy in bị ra phát ra tiếng kêu lạ. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Nếu nội dung của clip có hữu ích, xin các bạn một subscribe để ủng hộ kênh. Chào thân ái, hẹn gặp lại các bạn trong clip lần sau.